cũng là ca sĩ có tài, được một giọng hát. Nếu như một giọng ca có tài thì rất là khó kiếm, kiếm được nhiều tiền mà. Khi chú Vũ Linh mất, đáng lẽ chị là một ngôi sao tiếp nối con đường ca hát, nhưng chị lại thất bại với một điều đồng sở hữu. Biết rằng cậu yêu thương chị, nhưng cái tình thương của cậu lúc còn sống đã đủ rồi. Giờ chú nằm xuống thì chị đã làm tròn trách nhiệm của một người cháu, được chú yêu thương. Mình nên tự hào, còn tài sản của chú thì phải thuộc về con chú, vì đó là hợp pháp. Dù con nuôi hay là con ruột, chú đã nuôi từ nhỏ, lọt lòng. Hồng Loan đáng thương ở đây là chỉ biết mình ba thôi, không ai có thể thay thế ba được. Khi bạn đang ở trong một gia đình, lớn lên, người nhà nói ẵm về nuôi từ nhỏ, coi như ruột máu mủ, thì cảm nhận của bạn ra sao? Cô nhà báo Quỳnh Hòa Bình trả lời như thế này đây quý vị. Tình yêu thương của nghệ sĩ Vũ Linh dành cho Hồng Phượng đủ hay không đủ? Đến lúc nào là đủ, bạn lấy cái quyền gì mà phán quyết thay cho nghệ sĩ Vũ Linh vậy? Tài sản của nghệ sĩ Vũ Linh để cho ai là do ổng quyết định, bạn lấy cái quyền gì mà phán thay ổng vậy? Ổng đã đồng ý cho quay clip để đăng định đoạt của ổng công khai, bạn lấy cái quyền gì để gạt bỏ lời ổng nói? Thừa kế của cô Hồng Loan đang có rất nhiều vấn đề thiếu minh bạch. Hợp pháp hay không hợp pháp, chưa có câu trả lời chính xác nha. Bạn hãy hỏi cô Hồng Loan coi từ nhỏ trong gia đình của cổ đã được nuôi dưỡng sung sướng, đầy đủ, yêu thương, chăm sóc, cho ăn học như thế nào, có bị ngược đãi, mắng chửi con nuôi gì không. Bạn hỏi cổ coi cổ sống ra sao mà vừa mới lớn lên, người chung quanh của cổ đã không thể nhịn nói đến chuyện con nuôi hay là con ruột, đến mức ông Vũ Linh phải nói cổ là con nuôi. Ơi nói nghe nè, nói tới khúc này ngừng tí xíu. Anh Vũ Linh ảnh nói Hồng Loan là con nuôi hồi nào ta? Trong cái quá trình mà ảnh nuôi Hồng Loan từ nhỏ tới bây giờ, ảnh chưa bao giờ dám nói cái từ con nuôi hay là con ruột. Lúc nào ảnh cũng nói ảnh chỉ có một đứa con gái duy nhất. Mà sao tự nhiên là trong cái vấn đề là cái cô nhà báo Quỳnh Hòa Bình, thì tôi thử hỏi cái người khán giả hồi nãy bình luận nói là tôi đi sâu vào chuyện gia đình. Vậy thì tôi hỏi em cái những cái bình luận này nó có đi sâu hay không? Khi mà em nghe những cái bình luận này thì em sẽ là người nghĩ như thế nào? Đúng không? Trong khi đó là cái cô nhà báo Quỳnh Hòa Bình này, cổ nói những cái chuyện mà giống y như đang nói thay lời của Hồng Phượng vậy. Thì dĩ nhiên trong cái sự việc này, tôi là người yêu thương Hồng Loan, tôi là người ủng hộ cái việc làm Hồng Loan, và tôi là người ủng hộ cái việc làm cha mất con hưởng. Tôi không đồng ý những cái người mà nói với những cái ngôn từ như thế này, mà nói rằng là nếu như mà anh Vũ Linh không cho thì tại sao ổng đồng ý cho quay cái video clip này để đăng lên, nói gì kỳ vậy? Nếu như ảnh cho là ảnh phải đi làm di chúc công chứng đàng hoàng, chứ đâu có cái kiểu mà quay lên vậy, làm như là giống như trong phim vậy. Cái này giống như cô nói là y như trong phim vậy đó. Phải có bằng chứng là cái thời đó cô biết làm sao không? Cái thời đó nó chưa có phòng công chứng. Hồi cái thời đó chưa có cái vụ là cho tài sản là phải ra công chứng. Có những cái thời mà thập niên 30-40 năm về trước á, là cho di chúc chỉ cần viết cái giấy tay thôi, ký lăn tay là được. Hoặc là nếu như có những cái hình ảnh nào đó quay mà hồi cái thời 30-40 năm về trước, máy quay phim đâu ra? Đâu có máy quay phim thì người ta chỉ làm giấy tay di chúc thôi là được, chứ không cần phải ra công chứng nữa. Còn bây giờ trong thời điểm hiện tại, bây giờ 4.0, tất cả các cái gì đi chăng nữa nó cũng phải cần có công chứng và mộc đỏ ở trong đó. Thì nếu anh Vũ Linh cho thì tại sao anh không chịu ra làm công chứng mà để cho quay phim, đúng không quý vị? Và khi mà quay phim như vậy đó, mà quay trong cái lúc ảnh không phải tỉnh táo và đang nhậu nữa, mà cô đè cô vô cô binh giật, trời ơi khó hiểu quá trời quá đất. Xong bạn nhanh nhanh nói tiếp quý vị. Chị ơi, chị nói em lấy cái quyền gì nói vậy? Em hỏi chị lấy cái quyền gì để chị nói em vậy? Chị càng nói chị càng không đúng. Đây là mạng xã hội, chị có quyền đăng, em có quyền bình luận, em nói theo tình theo lý. Ông nói Hồng Loan là con nuôi thì chị lấy cái bằng chứng gì chị đăng lên đi, chứ ai nói mà không được. Cái vị khán giả này cũng chịu nói lắm quý vị. Đó thì thật ra là nói đúng, đúng không quý vị? Tại vì chị lấy cái quyền gì chị nói này trên mạng xã hội thì chị đăng lên, thì tôi có quyền tôi vào tôi bình luận, đúng không quý vị? Mà chị cũng hay thật, chuyện trong nhà của Vũ Linh mà chị biết hết vậy, chị là ai mà chị lấy cái quyền gì phán xét Hồng Loan vậy chị? Cô nhà báo trả lời như thế này: tôi lấy cái quyền chủ nhà, lấy quyền tự do ngôn luận, tranh luận với bạn. Tôi không giống bạn, làm cái chuyện lố bịch là gạt quăng ông Vũ Linh đi, nói thay ổng, quyết định thay ổng. Sao giống như trên trời rớt xuống vậy? Chính cô Hồng Loan xác nhận ông Vũ Linh nói cổ là con nuôi nè. Ôi ơi bậy nhen, tôi lấy quyền chủ nhà, tự do ngôn luận, trời đất ơi, rồi còn nói rằng là ông Vũ Linh nói là con nuôi. Vậy thì anh Vũ Linh ổng nói Hồng Loan là con nuôi thì cô có cái gì bằng chứng? Chứ theo như tôi biết là tất cả những cái bài đăng của cô á là đều đưa lên bằng chứng hết. Ví dụ như là những cái thu chi cô cũng đè cô chụp lên hết trơn, và thậm chí những cái tin nhắn của Hồng Phượng
với lại những người khác, với lại Hồng Loan, với lại ca sĩ Dương Ý Linh đồ này kia thì đều có chụp đăng lên hết. Vậy thì cô nói ở đây rằng là ông Vũ Linh nói cổ là con nuôi nè. Vậy thì cái bằng chứng nào của anh Vũ Linh nói Hồng Loan là con nuôi? Bây giờ ví dụ như có con nuôi đi chăng nữa nè, nói nghe nè, cô nói giống như cô là hiểu lực, nhưng mà thật ra tôi thấy cô chả biết con me gì hết trơn. Cái vấn đề ví dụ như dù có chính miệng anh Vũ Linh nói Hồng Loan là con nuôi, nhưng con nuôi hợp pháp, con nuôi được hợp thiết hóa giấy tờ, được đứng trong khai sanh, ông Vũ Linh là cha, dù để nó là con nuôi nó vẫn được hưởng hết tài sản đó. Chứ làm sao mà đè cô nói là cái vấn đề con nuôi với con ruột ở đây. Ý cô nói giống y như là bên cô Hồng Nhung với lại Hồng Phượng với lại chú Bảy Tiểu Linh á, là nói rằng con nuôi không được hưởng. Vậy thì cô là một cái con người giống y trên trời rớt xuống, chứ đâu phải là cái cô anh này ta. Nhanh nhanh này không phải trên trời rớt xuống, mà cô là cái người trên trời rớt xuống, cho nên cô trả lời cái dạng giống y như chả có biết lực mà cũng chả biết cái con me gì hết trơn. Mà cô lên là cô phản biện, cô chửi người ta, cô nói tùm lum hết. Vậy thì con nuôi không được hưởng hay sao? Nói trôi trả lời cái câu này. Sao mà nói giống y như cãi ngang ngược quá trời quá đất vậy, đúng không quý vị? Thì những cái bình luận như thế này, những cái bài đăng như thế này, thì tôi hỏi cái em mà nói hồi nãy fan của tôi đó, thì em nghĩ như thế nào? Em nghĩ ra làm sao, nó có vô lý không? Hay là em cảm thấy là lời nói của cái cô nhà báo Quỳnh Hòa Bình này là có lý? Rồi cái bình luận này của cô nhà báo Quỳnh Hòa Bình trả lời nhanh nhanh á, là khẳng định luôn đây nha quý vị. Từ trước tới giờ là tôi chỉ nghi vấn.